Ngày 2 tháng 12, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, phạm vi, ranh giới lập quy hoạch thành phố Cần Thơ bao gồm toàn bộ thành phố Cần Thơ với tổng diện tích tự nhiên là 1.440,40 km², gồm 9 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó có 5 quận Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy, Ô Môn, Thốt Nốt và 4 huyện Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh. Mục tiêu phát triển đến năm 2030, thành phố Cần Thơ là cực tăng trưởng của vùng đồng bằng sông Cửu Long, thành phố sinh thái văn minh hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa xứ Tây Đô, là trung tâm đô thị, trung tâm dịch vụ, thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học công nghệ, văn hóa thể thao của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ thích ứng với biến đổi khí hậu, đáp ứng yêu cầu kết nối nội vùng, liên vùng và liên vận quốc tế. Tầm nhìn đến năm 2050, Cần Thơ là thành phố sinh thái văn minh hiện đại, mang đậm bản sắc sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long. Các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá phát triển, đổi mới mạnh mẽ tư duy lãnh đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp và tư duy kinh tế của doanh nghiệp, người dân gắn với thực hiện chuyển đổi số dựa trên 3 trụ cột chính: kinh tế số, xã hội số, chính quyền số. Nghiên cứu, xây dựng, ban hành các cơ chế chính sách nhằm huy động tối đa và phát huy hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, trong đó ưu tiên đầu tư các công trình trọng điểm có tính chiến lược và lan tỏa. Sáng ngày 3 tháng 12, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức meeting hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2023 và Ngày Thế giới phòng chống AIDS ngày 1 tháng 12. Tại buổi hưởng ứng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cho biết, tính đến cuối tháng 9 năm 2023, thành phố có 51.547 người nhiễm HIV đang được quản lý, trong đó có 47.634 người đang được điều trị thuốc kháng virus ARV. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức khẳng định, hiện Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt kế hoạch thực hiện đề án đảm bảo tài chính thực hiện chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 trên địa bàn thành phố, bảo đảm đầu tư các nguồn lực cho phòng chống HIV/AIDS phù hợp với diễn biến tình hình dịch HIV/AIDS, đồng thời kêu gọi toàn thể cộng đồng xã hội hưởng ứng và chủ động tham gia tích cực các hoạt động phòng chống HIV/AIDS tại Thành phố Hồ Chí Minh, tăng cường hơn nữa sự tham gia của hệ thống y tế, bao gồm y tế công và tư từ tuyến thành phố, quận, huyện đến phường xã, trong mở rộng điều trị ARV để đảm bảo bệnh nhân HIV/AIDS được điều trị liên tục. Nổi lên sau vai diễn ấn tượng trong Tháng Năm Rực Rỡ, tiếp đến là vai phụ trong Hồn Ba Ba Da Con Gái, Trịnh Thảo ngày càng được yêu mến. Gần đây nhất là vai diễn Thạch Sương trong web drama Thạch Sanh Lý Thành, nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Đặc biệt, Trịnh Thảo còn tiếp tục góp mặt trong dàn cast chính bên cạnh Chi Vu, Thuận Nguyễn, Trần Ngọc Vàng trong phim điện ảnh Người Mặt Trời sẽ ra mắt vào ngày 8 tháng 12 tới đây. Lần đầu góp mặt vai nữ chính bên cạnh Chi Vu, Trịnh Thảo cho biết, khi nhận kịch bản, đọc lần đầu tiên đã khóc rất nhiều. Cô cảm thấy may mắn vì được là Hạ, được làm việc cùng những đồng nghiệp chung lý tưởng. Trịnh Thảo cũng trải lòng, phải trải qua 3 lần casting với 3 trạng thái khác nhau khi tham gia Người Mặt Trời. Lần đầu, chưa có đạo diễn Timothy Linh Bùi, cô phải xin phép đạo diễn Mai Thế Hiệp vì khi đó đang trong quá trình quay bộ phim Ước Mình Cùng Bay và không thể nào thoát vai để có thể trở thành Hạ. Tâm lý ngày đầu đến casting là vì sự trân trọng khi đạo diễn Mai Thế Hiệp đã rất muốn cô tham gia. Casting lần 2, Trịnh Thảo được gặp đạo diễn Timothy Linh Bùi. Nhưng tâm lý lúc đó cũng không kỳ vọng gì, cho đến ngày casting thứ 3 là vòng cuối, được ghép cặp với các diễn viên nam, cảm thấy Timothy Linh Bùi tập trung vào diễn viên nam nhiều. Trên đường về, cô đã khóc vì nghĩ mình rớt vai. Lúc đó, Trịnh Thảo mới nhận ra mình đã kỳ vọng, rất muốn được hóa thân thành nhân vật Hạ. Sau công diễn 1, 24 chị đẹp được chia thành 6 nhóm tiếp tục cuộc sống nhà chung và tập luyện cho công diễn 2 với chủ đề Thủy Triều. Trong tập này, màn hóa trang của 24 nữ nghệ sĩ đã đưa khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khi chia sẻ câu chuyện về người thân, cuộc sống. Theo đó, Lưu Hương Giang đã hóa thân thành con gái. Cô tiết lộ, mình cảm thấy con gái bắt đầu lớn và rời xa mình. Có nhiều điều hai mẹ con không hiểu nhau.
Con gái nói mẹ thay đổi và không còn thương con như trước nữa. Thông qua màn hóa trang đặc biệt này, Lưu Hương Giang muốn nói với con gái về mong muốn có nền tảng vững chắc cho con, gia đình và tình yêu của nữ ca sĩ dành cho con chưa bao giờ vơi đi. Còn Hương Ly gây xúc động mạnh khi chọn ba để hóa trang. Ba Hương Ly là Thượng tá, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Văn Hóa, hoạt động tại đoàn văn công bộ đội biên phòng. Ông là người định hướng và truyền cảm hứng cho Hương Ly theo đuổi con đường nghệ thuật. Hương Ly cũng gửi lời cảm ơn và xin lỗi đến ba, dù hai cha con giận nhau hơn một năm và mới làm lành. Khổng Tú Quỳnh cho biết, gia đình không muốn cô theo đuổi nghệ thuật. Cách đây vài năm trước, mẹ muốn em từ bỏ nghệ thuật và sang nước ngoài định cư. Khoảng thời gian đó, mối quan hệ giữa em và ba mẹ là gay gắt nhất. Cô cho hay, hiện ba mẹ đã ủng hộ và mong muốn nữ ca sĩ sống nhẹ nhàng, thoải mái nhất. Khả Như vừa tung bộ ảnh đậm sắc màu trẻ trung, năng động, trước thêm tái xuất màn ảnh rộng với phim điện ảnh Trên bàn nhậu, dưới bàn mưu. Loạt ảnh được xem là bước khởi động cho màn trở lại điện ảnh sắp tới của Khả Như. Trong tác phẩm này, cô đóng vai Du Lai, một nữ diễn viên biến hóa khôn lường nhưng không được bình thường. Nữ diễn viên kỳ vọng, vai diễn lần này mang tính bước ngoặt mới cho sự nghiệp diễn xuất. Khả Như chia sẻ, đúng là tôi thật sự không có thời gian nhiều cho bản thân, nhưng tôi học được cách yêu công việc mỗi ngày. Tôi tận hưởng khi được đi làm cái mình thích, tự tạo niềm vui và sự thoải mái. Khi rảnh rỗi, tôi ưu tiên tối đa cho bản thân. Thời gian gần đây, tôi thường xuyên về ăn cơm với cha mẹ.